Một trong những cái thông tin mà gây ra nhiều của sự sự động ngày hôm nay các bạn không phải đến từ thị trường tài chính nói chung đến từ crypto mà đến từ hai nhân vật các bạn hai nhân vật này thì những bạn nào mà theo crypto cũng không lấy gì làm lạ rồi thứ nhất đó chính là Mark Zuckerberg và thứ nhì đó chính là Elon Musk các bạn thì hai người này à, nói là họ sẽ thách đấu với nhau có nghĩa là họ sẽ quánh tay đôi các bạn và địa điểm là Las Vegas trên võ đài MMA À, thì các bạn thấy được là một người đó gây dựng metaverse một người gây dựng à, trí tuệ nhân tạo ai nhưng mà là thích quánh nhau trên đời thật thôi <laughs> bây giờ đã là năm 2023 rồi các bạn cái à, thời điểm văn minh như thế này đó thì à, cần gì phải cá cược tiền bạc chúng ta cứ lên võ đài để xử lý là được rồi <laughs> Nhưng mà nói giỡn các bạn mà thôi Nhưng mà đây á, lại là sự thật các bạn Chúng ta đã thấy được đây à, là cái chia sẻ đến trực tiếp từ Twitter của Elon Musk nói là sẽ đánh vỡ đài với lại Musk nếu như mà Musk đồng ý và Musk cũng đã copy lại rồi chia sẻ ở trên Instagram nói là gọi đến địa chỉ đi. Thì mới đầu mọi người nghĩ là hai người này cũng nói giỡn cho vui mà thôi các bạn. Nhưng mà chúng ta đã thấy là Chủ tịch UFC Dana White cho biết là đã nói chuyện với Elon và Mark. Và cả hai đều đang rất nghiêm túc với trận đánh này. Đây là cái clip ngắn của Dana White chia sẻ thông tin cho bạn. Và UFC các bạn đã biết là đánh võ đài tự do rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Thì chúng ta hãy nghe cái phần clip ngắn này đến từ Dana White. I was talking to both Elon and uh, Mark last night. both guys are absolutely dead serious about this they both want to do it mark zuckerberg hit me up first and said is he serious and i said i don't know let me ask him i asked him and he said yeah i'm dead serious this would be the biggest fight ever in the history of the world um, bigger than anything that's ever been done it would break all pay-per-view records these guys would raise you know hundreds of millions of dollars for charity and uh, you know, you don't have to be a fight fan to be interested in this fight. You, you everybody would want to see it. Như các bạn thấy là đây là why thì rất là vui <laughs> tại vì các bạn đã thấy nếu như mà Elon Musk và mỗi trận bước đó, thực sự đánh nhau, cho như là UFC thì các bạn có thể biết là bao nhiêu vé có thể được bán, bao nhiêu người ở nhà sẽ xem. Ngay cả các bạn thấy là Dana không nói là sẽ có rất là nhiều người, cho dù không quan tâm đến đánh gió đài, họ cũng sẽ xem. À, cho nên đây có thể là trận đánh mà sẽ thu hút được rất nhiều người xem luôn. Và nếu như đây là một trận đánh mà cái tiền thu được một phần hay gì đó đó trích ra để làm từ thiện thì đây cũng là một điều tốt. À, đó là điều được chia sẻ với Dana quay Tất nhiên các bạn thấy Dana thì rất là vui rồi, tại vì ai mà không vui được khi nghe hai người này muốn quấn nhau tay đôi trên võ đài. Dana White cũng đã nói các bạn à, vừa nghe đó là Mark Zuckerberg đã gọi cho Dana White đây là chủ tịch của UFC à, hỏi là có phải Elon Musk thật sự là muốn đánh nhau hay không thì à, sau đó Dana White nói đã nói chuyện với Elon Musk và Elon Musk nói là rất nghiêm túc với <laughs> cái đề nghị này thì cho đến bây giờ đây các bạn thấy tất cả báo chí đều à, chỉ vào một hướng đó chính là cả hai người này đều rất nghiêm túc và sẽ có một à, trận đánh nhau xảy ra ở trên à, giỏ đài UFC À, và chúng ta đã thấy có rất nhiều người đã chia sẻ thông tin những gì chúng ta biết bây giờ đó trên màn hình các bạn thấy được là đây là hai võ sĩ của chúng ta bên uh, tay trái chính là Elon Musk bên tay phải là Mark Zuckerberg đầu tiên hết chính là cân nặng nhưng mà cái cân nặng này thường cảm thấy có gì đó nó sai sai tại vì 180 pounds theo tôi nghĩ và nhiều bạn cũng đã comment nói là Elon Musk ít nhất cũng phải hơn 200 pounds Tôi cũng nghĩ như vậy cho là 180 đi con số này thì vẫn cao hơn là Mark Zuckerberg là 150 pounds các bạn network có nghĩa là tài sản thì um, Elon Musk nhiều tiền hơn 245 tỷ so với lại Mark Zuckerberg 100 tỷ. Số lượng người theo dõi thì trên Twitter các bạn thấy là Elon Musk có tới 130 triệu, còn số lượng người theo dõi Mark Zuckerberg là 11,5 triệu mà thôi số lượng con thì các bạn được là Elements có tới hơn 10 đứa con các bạn đừng có thấy mắc cười họ chỉ là 10 cộng mà thôi tại vì không biết cộng mà thêm bao nhiêu nữa tại vì cũng có nhiều cái tin đồn là Elements có con rơi thôi chuyện nó bỏ qua đi các bạn nói chung là 10 cộng mà đủ rồi trong khi Mark Zuckerberg chỉ có ba đứa con mà thôi combat style nghĩa là cây style đánh nhau thì các bạn thấy là Elon Musk với dưới này là họ để là hostile takeover có nghĩa là À, xâm chiếm công ty, có nghĩa là nói Elon Musk đó, cách à, thích làm nhất đó chính là xâm chiếm công ty, dùng tiền của mình để mà mua cả công ty đó. Còn à, đương nhiên ở dưới Mark Zuckerberg thì à, là dọ brazil, trích su một trong những cái loại giọt rất phổ biến trên UFC. À, còn à, special move có nghĩa là những cái move đặc biệt đó thì à, Elon Musk đó, <laughs> sẽ dùng thất là của mình, dùng chế độ à, tự lái để mà đụng người ta còn à, thì sẽ bắt người ta bỏ vào một cái metaverse mà trong đó không có ai hết các bạn ý là chọc quê Tesla và chọc quê metaverse nhưng mà chúng ta thấy là địa điểm đó thì Elon Musk đã chọn là chính là Las Vegas khi nào thì chúng ta không biết nhưng mà thường nghĩ là phải một thời gian sau tại vì chúng ta đã thấy bây giờ vẫn chưa biết nếu như mà trận đấu này xảy ra ra thì trọng uh, tài là ai chúng ta cũng không biết. Mọi người bây giờ đang hy vọng Joe Rogan sẽ là trọng tài. À, còn uh, về hai người này đó thì uh, ai sẽ dạy dỗ thì uh, về phía Elon Musk thì Andrew thấy nói là sẽ training Erasmus. Còn về Marc Schenberg thì đã tập võ Brazilian Jiu-jitsu đã khoảng chừng một năm nay rồi. dưới một người rất nổi tiếng các bạn là Dave Camareo. Người này đó đã, đã từng huấn luyện tại học viện kickboxing ở Hoa Kỳ và cố vấn cho các cựu ngôi sao UFC như là Ken Velasquez, John Fitch và Josh Koscheck Thật ra thường đọc tên thì thôi chứ thường cũng không phải là người mà xem UFC cho nên cũng không có rành đâu. Hiện bây giờ ở bên phía của Mark Zuckerberg thì khi mà những cái nhà báo gọi tới công ty ra Thì người phát ngôn viên của công ty Meda đã nói là Những gì trên mạng nó rất rõ ràng rồi Có nghĩa là Mark Zuckerberg hầu như 100% sẵn sàng để đấu trận này Nhưng mà còn về Elon Musk thì chúng ta <laughs> hãy xem coi là Elon Musk lần này có thật sự là muốn đấu hay là không Thì các bạn sẽ chọn ai? cộng đồng thuần capital đó thì rất nhiên về Elon uh, Musk các bạn chúng ta thấy được là đã có 1.500 bạn bỏ phiếu ở trên Telegram và thực ra kết quả đều giống nhau trên Twitter và trên uh, YouTube các bạn thấy được là 52% hơn phần nửa các bạn nghĩ là Elon Musk sẽ chiến thắng Mark Zuckerberg 30% mà thôi còn uh, phần còn lại là em chỉ thích Jeff Bezos thôi đẩy vào để nhưng mà nào mà chỉ muốn xem kết quả bấm vào mà thôi để nó không ảnh hưởng đến kết quả thì phần lớn cộng đồng thuần capital rất ủng hộ Elon Musk chúng ta thấy được kết quả ở trên Twitter thì cũng tương tự như vậy có 1.261 bạn bỏ phiếu thì cũng nghiêng về Elon hơn phần nữa còn ở trên YouTube thì sao ở trên YouTube thì các bạn thấy kết quả cũng tương tự như vậy luôn khoảng chừng có 1.000 bạn đã bỏ phiếu và phần lớn hơn phần nữa vẫn nghiêng về Elon chúng ta hãy xem coi Elon đợt này có thật sự là muốn quánh nhau với lại Mark Zuckerberg hay là không hay là chỉ nó bừa mà thôi Nếu nó bừa mà thôi thì cũng khá là quê các bạn Tại vì Mark Zuckerberg hầu như cũng rất là cương bây giờ Nói là chỉ cần Element sẵn sàng thì Mark Zuckerberg sẵn sàng Và đây là sự chia sẻ trực tiếp đến từ phát ngôn viên của công ty maida thì có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy là bất ngờ hay là cảm thấy nó có gì đó khó hiểu tại sao hai người này ra lại muốn đánh nhau ở trên Las Vegas, ở trên võ đài UFC. Thì tôi nghĩ tất cả đó bắt đầu từ một cái thuyết các bạn. Đây là cái thuyết được chia sẻ cách đây hai ngày bởi một người cũng rất nổi tiếng ở trong cộng đồng crypto đó chính là Mario Nafor. Thì Mario Nafor đã chia sẻ một cái thuyết nói về là công ty Meda đã sắp sửa cho ra mắt một cái nền tảng có tên là Threads nền tảng này đó là một nền tảng sẽ cạnh tranh với lại Twitter, nghĩa là cái hoạt động nó gần như mô phỏng Twitter luôn. Đây là một trong những cách mà công ty Meta sẽ cạnh tranh trực tiếp với lại Twitter. Và thật ra, đó, Mario thì trong cái thuyết này cũng giống như là có phần nói là Meta là một công ty mà không có cái gì nổi bật hết. Đó. Lúc nào cũng đi copy người khác. Đúng là mới đầu đó thì công ty Facebook là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực mạng xã hội, nhưng mà sau đó, đó có nhiều tiền rồi thì hầu như phát triển rất là chậm và chỉ đi thu mua lại những công ty khác. Mà thôi bất cứ công ty nào nổi lên cạnh tranh thì Meta đều thu mua lại giống như là Instagram à, và nếu như mà không có thu mua được thì công ty Meta lại copy cách làm người ta giống như là copy Snapchat, copy TikTok, uh, copy Stumble Upon, Foursquare, BeReal, Clubhouse vân vân thì uh, đây cũng là một trong uh, những cái mà Metaverse sẽ làm với lại Twitter là sẽ copy Twitter tại vì đương nhiên không mua Twitter được rồi Twitter lại đang sở hữu bởi Elon Musk thì uh, các bạn đã thấy uh, sau đó, đó thì uh, Elon Musk lại trả lời trực tiếp tóm lại là chế nhiễu công ty Meda rồi sau đó có người đã comment nói là Elon Musk hãy cẩn thận tại vì nghe nói là Mark Zuckerberg giờ này cũng tập võ thì Elon Musk đương nhiên là một người mà không chịu thua các bạn nói thì nếu như mà có thể thì Elon Musk muốn đánh nhau với lại Mark Zuckerberg ở trên dõi đài thì đương nhiên mọi người đã chia sẻ cái thuyết đó nó rất là viral sau đó nó đã đến tài của Mark Zuckerberg và Mark Zuckerberg ở trên Instagram đó thì cũng đã các bạn đã thấy dùng cái hình đó sau đó chia sẻ một câu mà thôi send me location chỉ cần chia sẻ ở đâu thôi thì Mark Zuckerberg sẽ đến và đó là cái bắt đầu của câu chuyện ngày hôm nay đó các bạn các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới rồi, tôi sẽ chia sẻ thêm một số thông tin đặc biệt khác nữa. Chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin bonus, các bạn. À, chúng ta đã thấy được có một cái công ty ở nước Pháp, các bạn. Đây là một cái ngân hàng có tên là CACIS. Thì đây là một ngân hàng mà họ cung cấp dịch vụ cho những ngân hàng lớn khác, giống như là những công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí. Thì ngân hàng này đó, họ đã được cơ quan thị trường tài chính ở Pháp là AMF, họ đã có thể đăng ký và có bằng để mà cung cấp dịch vụ lưu ký crypto theo luật Mika luật Mika là cái luật mà sẽ bắt đầu áp dụng vào năm sau ở châu Âu các bạn đây là cái luật crypto châu Âu chúng ta đã nói tới khá là nhiều à, thì đương nhiên đây lại thêm một cái thông tin là chúng ta càng ngày lại càng nghe thêm nhiều những cái công ty tài chính truyền thống có bằng hoạt động cho trường này và đi vào thị trường này các bạn hôm nay không phải là Full nhưng mà đây là một cái ngân hàng tại Pháp và đương nhiên đó không phải là cái công ty tài chính truyền thống duy nhất ở Pháp có được uh, cái uh, bằng cấp hoạt động cho vực crypto các bạn chúng ta đã thấy được là hồi tháng 10 của năm ngoái đó thì uh, society general cũng đã được cấp phép ở Pháp để cung cấp dịch vụ mua bán và trading và lưu trữ crypto cho khách hàng và chúng ta cũng có một công ty khác nữa đó chính là AXA Investment Managers thì công ty này cũng đã có bằng hoạt động ở Pháp luôn các bạn tuy nhiên chúng ta thấy là công ty AXA này họ nói là họ xin bằng trước mà thôi tại vì họ nghĩ là tương lai sẽ cần nhưng mà cho tới bây giờ thì họ vẫn chưa có muốn tham gia vào thị trường này một trong những điều chúng ta nên hiểu đó là trong thời gian tới đây chúng ta sẽ nghe nói tới rất là nhiều những công ty đăng ký tại Pháp đăng ký tại Đức lý do là tại vì họ muốn tranh thủ đăng ký bây giờ cho dù là ngân hàng đó chưa có thật sự muốn tham gia mà để sẵn cái bằng đó mà thôi để lỡ sau này họ muốn họ sẽ có sẵn bằng tại vì nếu như mà luật mica bắt đầu rồi đó thì đăng ký nó sẽ phiền phức hơn, khó khăn hơn, bây giờ đăng ký sẽ dễ hơn cho nên chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những công ty họ sẽ đăng ký bây giờ và đây cũng là một điều thú vị các bạn tại vì nếu như mà không có cái luật mica đó thì chúng ta thấy là những công ty này họ có thể là âm thầm và không muốn đăng ký tại vì nếu đăng ký thì mọi người sẽ biết là họ muốn làm gì kế tiếp cho nên cho đến khi nào mà họ cần cái bằng hoạt động họ mới đăng ký mà thôi nhưng mà bây giờ tại vì luật mica sắp sửa áp dụng những công ty họ tranh thủ đăng ký trước thì chúng ta lại có thêm một cách nhìn là à, thì ra là có công ty này công ty kia họ chưa có tham gia nhưng mà họ đã nghĩ đến rồi cho nên họ mới muốn lấy bằng hiện bây giờ để sau này sẽ có sẵn bằng một ngân hàng khác nữa các bạn đó chính là ngân hàng Sanstanda. thì ngân hàng này là một ngân hàng mà họ đang quản lý khoảng 57 tỷ đô la đây ngân hàng ở Tây Ban Nha và ngân hàng này đó thì không có phải là họ sẽ cung cấp dịch vụ trực tiếp mà ngân hàng San này đó là họ sẽ đưa ra một cái khóa học miễn phí liên quan tới tài sản kỹ thuật số như là crypto các bạn và họ đã có hai cái bài đầu tiên. Bài đầu tiên là liên quan tới tìm hiểu về căn bản và lợi ích của BTC và thứ nhì nữa là cái bài liên quan tới cái lợi và cái hại của Bitcoin Line Network. Các bạn đã thấy được là bây giờ ngân hàng truyền thống không những là tham gia thị trường này mà họ còn cung cấp khóa học để mà giải thích, giáo dục mọi người về tiềm năng của thị trường này. Wow các bạn chỉ vài năm thôi, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt. Và chúng ta cũng thấy được một cái thông tin khác nữa Đây là thông tin đến từ Netherlands nghĩa là Hà Lan Thì ở Hà Lan đó, ở trên sàn chứng khoán của họ sẽ có thêm một quỹ đầu tư ETF à, Nhưng mà đây không phải là một cái quỹ liên quan tới Bitcoin trực tiếp các bạn Nhưng mà đây là một cái quỹ có tên là Millennium Capital Bitcoin Equities ETF Đây là một cái quỹ ETF mà trong đó có nhiều cổ phần của nhiều công ty liên quan trực tiếp đến BTC Giống như là chúng ta nói tới MicroStrategy Thì người dân ở Netherlands, ở Hà Lan có thể thu mua quỹ này để tiếp cận được với lại giá của BTC Chúng ta thấy được là hàng loạt những cái thông tin tốt đến từ châu Âu Rồi chúng ta lại thấy là trong tuần này cũng rất nhiều những thông tin tốt đến từ Hoa Kỳ Mọi thứ nó thay đổi một cách mà không ngờ đến nữa các bạn Mới tuần vừa rồi chúng ta còn nói rất là nhiều về Gary Gensler, SEC vân vân mọi thứ rất là ảm đạm à, một tuần sau đó thôi các bạn thấy được là không chỉ là tin tức đã thay đổi mà chúng ta thấy là tâm lý của những người đầu tư trong chuyện này đã, đã hoàn toàn thay đổi 180 độ trong thời gian rất là ngắn và không như vậy các bạn thấy được là đây là trang web gì đây là trang web của IMF quỹ tiền tại quốc tế và chúng ta thấy được là ở trên cái uh, trang web này đã có một phần uh, được chia sẻ ngày hôm nay 22 tháng 6 liên quan đến uh, tiền được số các bạn. Đầu tiên hết các bạn đã thấy được là cái thumbnail đó cái hình mà họ sử dụng đó là có cái logo PTC trên đó các bạn rất là thú vị luôn tại vì AMF là cái đơn vị mà cực kỳ ghét crypto các bạn và thật ra họ cũng bây giờ đâu có thích đâu tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát nữa nhưng mà lý do mà họ lựa chọn cái logo BTC khi mà nói tới tiền điện tử tại vì họ biết là đó là cái thương hiệu hàng đầu khi mà có BTC sẽ thu hút được thêm nhiều người bấm vào và thật ra các bạn cũng có thể kiểm chứng được ở trên Twitter đó, các bạn có thể tìm thấy một trong những người nào mà không có thường xuyên nói về crypto Nhưng mà đột ngột nói về crypto thì lại có rất là nhiều view các bạn, rất là nhiều like, chia sẻ hay là comment à, Thường thấy rất rõ ràng luôn, giống như là Peter Schiff đó, khi mà ông ta nói về vàng hay là tài chính nói chung Thì rất là ít người tương tác, nhưng mà khi mà nói về BTC, chứ dù nói xấu gì BTC cũng có rất nhiều người tương tác các bạn Và thường thấy là nhiều à, những cái người như là kế toán viên hay là chúng ta nói tới luật sư cũng như vậy khi mà nói về BTC thì sự tương tác tăng lên rất là nhiều và đương nhiên lựa chọn logo BTC này tại vì IMF biết nó sẽ thu hút được người đọc tại vì người đọc sẽ có sự quan tâm đến BTC đó là cái điều mà cực kỳ thú vị luôn họ lựa chọn cái logo này làm thumbnail à, và chúng ta có thể nhìn thấy được đây là một bài viết cũng khá là dài họ chia sẻ à, về Salvador về BTC tóm lại đó là như thế này họ bây giờ cũng không có phải là thích crypto và BTC đâu các bạn họ chỉ nói là hiện bây giờ đó những gì đang xảy ra thì họ cảm thấy được cho dù một số ít quốc gia đang cấm crypto hoàn toàn để tránh rủi ro nhưng mà họ nghĩ phương pháp này đó cũng không có hiệu quả vì lâu dài đâu rất rõ ràng là các bạn thấy là Trung Quốc đã cấm crypto liên tục bao nhiêu năm nay từ năm 2007 tới bây giờ thì kết quả ra sao kết quả vẫn có người Trung Quốc lưu trữ crypto bây giờ người Trung Quốc vẫn sử dụng sàn quốc tế À, các bạn thấy được là đâu có thay đổi được đâu, chúng ta chỉ có thể tự cấm bản thân mình sử dụng crypto mà thôi, chứ còn chúng ta không thể cấm crypto được. Thay vào đó đó thì IMF nói là các khu vực nên tập trung vào việc giải quyết các yếu tố thúc đẩy nhu cầu crypto, bao gồm nhu cầu thanh toán kỹ thuật số chưa được đáp ứng của công dân và cải thiện tính minh bạch bằng cách thống kê các thông tin giao dịch crypto trong quốc gia đó. Đây là cái sự chia sẻ đến từ quỹ IMF. Đây là cái phần dưới này, các bạn, cái phần mà à, kết luận của họ. Thì rất là thú vị luôn các bạn tại vì bây giờ imf không kêu gọi là cấm nữa đương nhiên họ cũng không ủng hộ là những cái quốc gia sử dụng crypto cái mà họ nói đây đó là crypto sẽ tồn tại dù chúng ta thích hay là không muốn thích họ thì không đồng ý là crypto là một cái gì đó có thể thay thế được tiền pháp định à, và họ không ủng hộ việc làm của Salvador à, và họ nghĩ là cái mà có thể thay thế được cái tiền đang sử dụng bây giờ đó chính là một loại tiền điện tử của quốc gia hay là CBDC đó là cái mà họ nghĩ đó mới là tương lai à, nhưng mà còn về crypto đó thì họ nói là sẽ tồn tại mà thôi chúng ta cũng không nên cấm thị trường này ở đây cấm chỗ kia lại chấp nhận ở đây cấm chỗ khác lại chấp nhận cho nên các bạn thấy được là cấm cũng không có hiệu quả và đây là một thị trường mà rất là phi tập trung và cũng vậy thôi các bạn tại vì chúng ta nên hiểu đó là người trẻ tuổi bây giờ đang rất quan tâm đến crypto nói chung đây là cái thống kê được chia sẻ từ ở tạp chí Wall Street Journal các bạn một tạp chí rất là lớn nhiều bạn cũng đã nghe nói rồi và tạp chí Wall Street Journal đó cũng đã có một bài khảo sát liên quan tới bao nhiêu người lưu trữ BTC thì chúng ta đã thấy được dựa theo tài liệu họ thu thập được đó là nói về giới tính thì chúng ta thấy hiện bây giờ đó đàn ông thì lưu trữ nhiều BTC hơn là phụ nữ chúng ta có khoảng chừng là 18% À, người lưu trữ BTC bây giờ đó chính là giới nam còn giới nữ chỉ có khoảng chừng là 10 phần mà thôi nhưng mà cái phần trăm này đó cũng đã thay đổi nhiều à, theo thời gian là các bạn thường nhớ những năm như là thường bắt đầu 2017 18 đó khi bắt đầu làm YouTube đó, thì hầu như 99 trăm là bạn nam rồi nữ hầu như ít thấy luôn bây giờ thường cảm thấy ở trên Twitter đó nữ liên quan đến crypto thì cũng không ít đâu các bạn cái số lượng đó nhà lại càng tăng lên và chúng ta được là 10 phần so với 19 phần trăm thì vẫn thấp hơn nhưng mà cái con số này tăng theo thời gian còn về độ tuổi đi sao các bạn? Cái lứa tuổi mà lưu trữ nhiều crypto nhất cũng không làm nhiều bạn bất ngờ đâu. Đó chính là từ 20 cho đến 39. À, các bạn thấy được là khoảng chừng gần như 40% là lưu trữ crypto là trong độ tuổi đó. Và độ tuổi từ 40 tới 59 thì chúng ta có khoảng chừng là 18%. Cái số lượng người lưu trữ crypto bây giờ là trong độ tuổi đó. Còn hơn 60% đó thì chúng ta thấy được là chỉ có khoảng chừng 3-4% tới là đang lưu trữ crypto nằm trong độ tuổi đó mà thôi. Còn về học vấn ra sao các bạn thấy được là những người lưu trữ crypto đó chúng ta thấy phần lớn là có bằng đại học hoặc là hơn thế nữa. Có nghĩa là phần lớn những người mà học đại học hay là ra có bằng đại học rồi đó thì phần lớn đó là người mà lưu trữ crypto hiện tại chúng ta thấy một điều khác nữa cũng rất là thú vị các bạn à, khác với lại cái à, tư tưởng của một số người chúng ta có thuận nữa chúng ta nhìn thấy được là cái à, số lượng người mà lưu trữ crypto ở hoa kỳ thì à, họ đi theo đảng nào libertarian á nghĩa là những người mà theo cái chủ nghĩa tự do đó ở hoa kỳ đó chiếm phần trăm lớn nhất các bạn nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng người lưu trữ crypto đó thì à, phần lớn hơn là đảng dân chủ còn đảng cộng hòa là phần ít hơn ngược lại với lại những chính trị gia các bạn những chính gia thì hầu như chúng ta thấy được là nhiều người của đảng cộng hòa ủng hộ crypto hơn là dân chủ nhưng mà người mà lưu trữ đó dựa theo thống kê của Wall Street Journal Hoa Kỳ thì có nhiều người đảng dân chủ lưu trữ crypto hơn là đảng cộng hòa và chúng ta nhìn thấy được những điều này đó thì đương nhiên những ngân hàng những công ty tài chính họ cũng hiểu và IMF cũng hiểu các bạn những người lớn tuổi thì cũng sau ngày nào đó ra đi mà thôi thế giới này là thế giới của những người trẻ tuổi và những người trẻ tuổi đang muốn gì thì cần phải cung cấp với đó nếu như không ra thì sẽ làm phật lòng họ đương nhiên những hàng không muốn họ muốn tiếp tục tồn tại và tiếp tục có lợi nhuận IMF cũng như vậy rồi, chúng ta có một số những cái thông tin liên quan tới Binance xong muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên chúng ta bắt đầu từ cái tin tức nó tốt đi. Đó chính là tin tức liên quan tới Binance và Kazakhstan thì hiểu đơn giản đó là sàn Binance đã có bằng hoạt động ở Kazakhstan và sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ ở đó. Họ sẽ có một cái sàn ở quốc gia này. Và sẽ có đối tác ngân hàng vân vân nhưng mà ngược lại đó chúng ta thấy được là sàn Binance ở Brazil đó thì dựa theo thông tin là đang bị điều tra cho một số công ty lừa đảo đã sử dụng Binance để mà di chuyển tài sản của họ bao gồm công ty Ever Operation và công ty Brace Company đây những những công ty mà chính phủ Brazil nói là lừa đảo và họ đã sử dụng sàn Binance. Điều các bạn nên hiểu đây đó là tuy thông tin nói là sàn Binance ở Brazil đang bị điều tra nhưng mà không phải nói là sàn Binance lừa đảo, họ chỉ nói là những cái công ty lừa đảo sử dụng sàn Binance nhưng mà man oh man, sàn Binance gần đây đó không có một ngày yên ổn luôn các bạn và nói tới sàn binance US như là sàn binance ở Hoa Kỳ thì đây là thông tin dành cho những người nào mà đang chờ đợi để rút tiền thì theo thông báo đến từ sàn binance US thì những người nào mà muốn rút tiền về ngân hàng đó mà gần đây các bạn rút không được tại vì bị lỗi thì sàn binance US nói là họ đã khắc phục cái lỗi đó rồi các bạn có thể lên trên sàn binance US và rút tiền về ngân hàng của mình họ không biết là ngày nào đối tác ngân hàng của họ sẽ ngưng cung cái dịch vụ tại vì trước đây nó là ngày 16 nhưng mà bây giờ đã kéo dài tới bây giờ thì vẫn hoạt động được những người nào mà muốn rút tiền vào ngân hàng đó, thì hãy nhanh chân đến rút tiền nếu các bạn không rút tiền đúng hạn đó mà đối tác ngân hàng không còn nữa thì sang Binance US sẽ chuyển hết tiền các bạn thành stablecoin và các bạn có thể rút stablecoin về ví của mình và nói tới sàn Binance thì hôm qua chúng ta cũng đã nói là sàn Binance đã đệ đơn khiếu nại SEC với tòa án nói chung đó là sàn Binance nói SEC đã tung ra những cái thông tin trên báo chí trên báo đài trên những cái mạng xã hội không đúng sự thật nói là sàn Binance đang trộn lẫn tiền khách hàng với nhau sàn Binance US chi tuyển tiền khách hàng ra một quốc gia khác tất cả gì đó đó đều là suy đoán của SEC mà thôi đều là những cái khiếu nại chứ không bao giờ sự thật nhưng mà người dân khi mà họ đọc thì họ đâu có hiểu đâu họ nghĩ là SEC nói thì chắc là sự thật nhưng mà khi mà ra tòa đó về việc là đóng băng tài sản của Binance US thì SEC nói là không có bất cứ một cái bằng chứng nào hết thì đây là làm tổn thương danh dự của sàn Binance US và cũng như nói là SEC không có trách nhiệm và làm việc một cách uh, thiếu đạo đức nghề nghiệp à, và đương nhiên chúng ta vẫn đang chờ đợi của sec sẽ ứng như thế nào nhưng mà giống như là metalorman chia sẻ sec đương nhiên sẽ từ chối tất cả và nói là họ có quyền lập lại những khiếu nại của họ trong cái đơn kiện nhưng mà điều mà thú vị hơn đó là chúng ta nên hiểu là cái tài liệu khiếu nại này là được ký bởi hai luật sư Hai luật sư đó là hai luật sư nào các bạn? Đó chính là luật sư Bill McLucas và luật sư George Canellos Tại sao hai luật sư này lại quan trọng? Hai luật sư này đã được mướn bởi sàn Binance và cả hai luật sư này đều đã từng giữ chức vụ là người đứng đầu của bộ phận thực thi của SEC. Nghĩa là hai người này hai người đã từng làm cho SEC nhưng mà bây giờ lại ký cái đơn khiếu nại này của sàn Binance đối với lại SEC thì đương nhiên cái đơn kiện này đó sẽ có trọng lượng Nói chung đó thì Mandalorian nghĩ là cái này nó cũng không có đi đến đâu đâu Nhưng mà đây là một cái dấu hiệu, một cái signal mà Binance muốn ra hiệu cho SEC nói Là họ đã sẵn sàng và sẽ chiến đấu tới cùng Giống như là Ripple Cho nên SEC nên chuẩn bị đi và kế tiếp là cái thông tin nhắn liên quan tới Algorand cho mà nào mà là fan của Algo thì Algorand đã có một cái upgrade và sẽ giảm cái tốc độ một lốc từ 3,8 giây còn 3,3 mà thôi như là làm cho ăn lưới nó nhanh hơn. Đây là thông tin cho những bạn nào mà là fan của Algo và chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Prime Trust Thì đây là một công ty mà Thuận cũng không biết là ai đang sử dụng hiện tại các bạn Tại vì đây cũng không phải là công ty mà cũng có thể dụng như người bình thường Nhưng mà công ty này là công ty lưu trữ tài sản crypto cho những khách hàng khác Và à, họ đã gặp vấn đề rồi các bạn Bây giờ họ đã ngưng không cho withdraw nữa Tại vì à, họ gặp vấn đề tính thanh khoản Cách đây khoảng chỉ một tuần chúng ta đã nói tới thông tin là à, Công ty BitGo sẽ mua lại công ty Prime Trust Nhưng mà cuối cùng BitGo đã nói là sẽ không mua nữa à, Bây giờ đã Thuận cũng chưa hiểu tình hình như thế nào hết tại vì cũng không thấy nhiều thông tin ngoài chỉ một số những cái tin tức nhỏ trên mạng mà thôi nhưng mà nói chung đó, thì những khách hàng của Prime Trust là True UST là một độ ổn định khác các bạn Độ ổn định này đã có cái vốn hóa nhỏ hơn à, thì họ nói là họ không bị ảnh hưởng cho nên thường cũng không có biết là thật sự có bị ảnh hưởng hay là không à, nhưng mà các bạn cũng nên uh, cẩn thận thì bây giờ đó thì uh, TUSD ở à, mức là 0.99 thì cũng giống như là một đô la thôi các bạn xuống chỉ có 0.1 mà thôi à, và Prime Trust này đó còn khách hàng nào nữa thì uh, thùng cũng chưa rõ hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong bài video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể bấm vào cái link cái bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay đi giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì cho nên dùng để mà để mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short